Rồi ok hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN GAMER cũng như là DTN GAMER live anh em nhé. Và trong video này mình sẽ báo anh em một thông tin rất là vui vì uh, theo mình dự đoán thì uh, Sona Raikyu S4 sắp có rồi anh em và mình sẽ chứng minh cho anh em ha Được chưa anh em? Và trước tiên thì mình cũng nói lại cái vụ hôm vừa rồi khi mà mình nói uh, cái vụ là uh, Liên quan tới những cái vật phẩm ví dụ như cho tè hoặc là chìa khóa tím này nổi Thì hôm vừa rồi anh em có đừng hiểu lầm, mình chỉ thông báo là anh em có thể là Uh, cẩn trọng tại vì mình có thể tích game nó sẽ tốt hơn là tích cho tàn thì mình không biết họ có giữ là không và cái đó là thông tin từ bên nhà phát hành game họ kêu có thể họ không giữ chứ chưa phải là chắc chắn là anh em không lo về vấn đề đó anh em cứ tùy chọn cái mục đích của mình ha đừng có lo với lại nếu như mà họ cấm sử dụng cho tàn cũ á thì có thể là, nên, những nên, những rồi, sẽ... là những cái người phát hành uh, cái những cái game thủ ở bên Trung Quốc á để họ chấm cái âm phòng á là, là chính điểm tại vì là... trong một khoảng thời gian ờ, là một sẽ... năm thì thôi, thôi, thôi xài, xài đi xài đi đã... xài đi tôi xin lỗi anh... được chưa em, đúng không nói chung là chưa rơm thông thường là họ kiểu giống như là cũng khá là non á anh em chiều game thủ lắm game thủ chửi chửi mấy cái là ok ngay mà ha không sao rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ quay trở lại với vấn đề chính nha thì lý do tại sao mà mình có video này đó chính là mình dự đoán được cái ngày nó sẽ ra mắt ok rồi bây giờ trước mắt nhé, cái ngày đầu tiên mà cái cái game sau này đây kêu nó ra mắt đó chính là ngày 24 tháng 11 2023 và nó tính luôn là ngày kỷ niệm của game luôn, ok đấy thì nó dẫn đến tình trạng là uh, chuẩn bị đến tháng 11 này là 24 tháng 11 này thì nó sẽ là ngày kỷ niệm và cũng như là tròn uh, một năm chúng ta đã hoàn thành từ game uh, đã chơi từ, từ game này, ok và khả năng cao thì chính ngày đó thì chúng ta sẽ có game để chơi, chứ nếu như qua thì nó hơi lỡ hơi dở đúng không anh em được chưa anh em và nếu như đúng như ngày 24 tháng 11 chúng ta có game chơi ấy thì à, mình sẽ chờ khoảng từ 5 đến 6 ngày thì nó sẽ rơi vào khoảng là ngày 18 tháng 11 thì chúng ta sẽ có mùa giải mới ok hoặc là sớm hơn ok được chưa anh em còn những trường hợp tệ nhất xảy ra thì có thể là nó sẽ rơi vào 24 tháng 11 năm 2025 nhưng mà không có anh em mà trôi đấy có đâu có chuyện đó đâu rồi và lý do tại sao mình dự đoán như vậy đây đó là một cái bài viết mới nhất của bên trưởng làng Willy á thì lễ kỷ niệm của chúng tôi sẽ không chỉ hoạt động trong trò chơi mà còn có nhiều hoạt động phúc lợi trong cộng đồng diễn đàn chúng ta sẽ được lên kế hoạch vừa làm tiếp tục ý kiến cho diễn đàn các kiểu tứ và trước cái trước cái bị phân tích cái câu hỏi cái câu nói trong cái hình này á, thì trong tuần này sẽ có thêm thông tin về S4 và tuần sau nữa được cho anh em mà có thể là hết tuần sau sẽ có game luôn ok cho anh em đó Rồi, nói chung là như vậy ha còn lý do tại sao mà mình nói với vậy đơn giản nè đầu tiên á thì lễ kỷ niệm sẽ có ở trong trò chơi và cộng đồng diễn đàn luôn không lý nào là tự nhiên cái 24 tháng 11 kỷ niệm xong nó giờ qua tháng 12 hoặc là tháng 1 Tết các kiểu thứ Tết dương lịch này nọ kiểu thứ anh em nó không bao giờ làm vậy anh em công nhận không, không? xưa nay chưa có ai làm vậy cả ngu lắm mới, ngu lắm mới làm vậy kiểu vậy đó. nên là ít nhất là ngày 24 tháng 11 là mình sẽ rơi vào trường hợp là mình sẽ chơi game là chắc chắn là hôm 24 tháng 11 mình sẽ có game chơi Ok còn cái thời gian ước nhất trước đó là bao nhiêu không biết nhưng mà cái khoảng thời gian diễn ra thì sẽ là từ 24 tháng 1 trở về trước Ok anh hiểu không và nếu đúng thì nó sẽ trừ được 6 đến 7 ngày thì nó sẽ rơi vào khoảng ngày 18 quá đẹp được chưa anh em và từ đây đến đó khoảng một khoảng hai tuần thôi ok chưa và trong hai tuần nó sẽ có những cái thông tin chi tiết về mùa giải và cũng có thể là có teaser sơ uh, chỉnh sửa class hoặc class mới nhưng mà theo mình thì chắc là khó có trường hợp có class mới tại vì có thể là họ sẽ chỉnh chiêu thức từ những cái class nhánh cũ và nhánh chính kết hợp lại đó. thì nhiều khi nó sẽ không có class mới ok nên là thôi cứ kiên nhẫn chờ đợi đi đây vẫn là thông tin tốt nhất mà anh em nên biết được chưa anh em đấy rồi sẽ hẹn gọi lại đây trong các lô sau và nếu như có gì thú vị thì mình sẽ thông báo anh em sau nha bye bye hẹn gặp lại đây trong các lô sau